Đây cả nhà thấy khô cá lóc ngon không? Khô cá lóc này là bên Thượng Cờ bán cho cả nhà mình nha, 240 một ký miễn phí ship tận nhà cho cả nhà mình luôn. Con khô mập thịt đầy nhiều. Bây giờ thì Thượng Cờ sẽ chiên lên nha, chiên lên xíu nữa mình chấm mắm me mình ăn cả nhà mình nha. Wow, chả bốc khói luôn rồi. Con khô nó hơi to cả nhà, khô hơi to, cái chảo hơi nhỏ. Hôm nay là thứ bảy, có mồi gì thì cứ bày ra đi, tao còn 35.000 đó. Hữu chà nè, vô bán cái mà bán khô khô cá lóc phụ con ơi. Mày chiên hả? Chiên lên đặng quay clip bán khô cá lóc nè. Khô bự mày. Trời trời, khô bự thịt nạc không thấy không? Đợt này bự hơn được trước à? Bự hơn, đợt này bự hơn được trước cả nhà. Càng lúc càng bán hàng ngon trứng nè. Trời ơi, hàng VIP chứ bộ phải gì đơn giản được. Khô đợt rồi á, cái đợt vừa rồi cả nhà, nó hơi mặn xíu nên cả nhà mình thông cảm nha. Hơi bỏ hơi lúa tay xíu. Bộ đợt này là bao ngon cho cả nhà mình luôn. Đợt này là hơi bị VIP, hơi bị ngon cả nhà. Đợt này là rất là vừa ăn, cả nhà mình chấm mắm me ăn thứ lắm. Buồn buồn quá. Giờ ngủ sớm luôn làm gì nhậu. Làm gì? Cứ nhậu mà không có còn mồi gì. Nhậu khô cá lóc nè. Được à. Trời trời, khô cá lóc mà hỏi nhậu mồi gì. Tưởng đâu mình để lai bán đâu có dám, nãy giờ cũng muốn thèm để con một để ra một con tay chưa nhậu thì lai bán thì bán chứ còn nhậu nhậu chứ thì nhậu nhậu đi rồi mai lấy được vậy rồi. Ok, có mồi anh tới mua bia thôi chứ đâu có mua bia đâu, tiền bạc lúc này không có nè, tiền nữa chưa mua bia kìa. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Ông Tư mới than còn xong giờ ông cũng mua bia lại ông cố ơi. Em mua cũng được nhưng mà còn có 212 gì thôi à. Không đủ thùng thôi nhưng mà mua xong rồi ngày mai là đói. Thôi. Gán nhịn đi, Tết đi nhậu. Tết thì thiếu gì, Tết tôi nói mày là cứ đi tới nhà ra thôi. Nhưng mà đặc biệt tao là bảy tên ngoài là tên bảy cô đơn, tên trong là tên giàu đúng không? Ừ. Tết mà ngay mỗi mùng 1 tao đi với nhà ta là vào tới ai cũng mời ăn uống hết trơn, khỏi lo bia. Giữ vậy sao? Thì đúng rồi anh Tân. Mình rủ ông Tám đi. Rủ ông Tám nhậu rồi kêu ông mua thùng bia lên. Gài kèo ông Tám hả? Gài kèo ông Tám hả? Ở thùng bia lên vậy hay gì? Ở đúng rồi đó, kêu ông lên xong nói ông Tám mà anh Tư kêu lên nhậu kêu mua giùm thùng bia. Đó. Mua giùm thùng bia cái này lên rồi nhậu cái hai anh em mình làm lơ luôn, không lẽ ông đòi tiền. Ừ, tư bảy trả tiền bia đây đúng không? Đúng rồi. Anh cũng nhờ ổng lên, ổng không lấy tiền mình ơi. Chứ mình giờ mình ngồi ngu kỳ lắm, chẳng thà mình nói cho cái ổng nói thôi. Có không? Sao ổng lên tao ổng nhậu hoài mà tao mượn mua bia giùm ổng lên ổng không lấy tiền. Không lấy hả? Không lấy hả? Không lấy tiền. Đúng rồi đó, muốn vô luôn. Cũng được. Nhưng mà lúc mà mình lấy thùng bia lên là nếu mà lịch sự thì mình nói một câu thôi. Nói tiếng một câu ha. Anh Tâm, em gửi tiền thùng bia lại nè. Ổng lịch sự nói thôi anh không lấy, rồi là xong vô kèo luôn. Đúng không? Chứ không lẽ đúng rồi. Giờ kêu lên ăn nhậu đem thùng bia lên mà lấy tiền sao được. Thì hồi bữa là Dượng có rủ ông lên nhậu là Dượng có đưa tiền mà ổng không lấy đúng không? Không lấy, ông lên mấy lần, hai lần rồi. Vô luôn. Vậy thì bây giờ mình cứ cái kiểu mà giả bộ sầu quần á, hiểu không? Đúng rồi. Ổng đem thùng bia lên, ăn nhậu no nê xong đúng cái bắt đầu cái móc tiền ra, anh Tám ơi em gửi anh Tám tiền thùng bia. Chẳng lẽ giờ ổng ăn nhậu no nê chẳng lẽ lấy tiền mình? Đúng rồi. Đúng không? Ừ. Ôi trời. Điện đi. Ok. Móc điện đi. Ủa quần cái gì nữa? Anh Tám ơi là rồi. Khác mẹ ăn khô luôn rồi nè. Báo không? Ồ, khô nó ngon, nhất cái đất luôn. Mà khô đợt này nó hồng hào hơn khô đợt trước á. Hồng hào hơn được. Ừ, hồng hào hơn. Đợt này thịt mập hơn mà khô to dày hơn nữa. Ừ. Ôi trời, bây giờ là con bán cái này là không có hàng mà để bán luôn á, không kịp luôn á. Bữa giờ là nợ đơn, ngày mai trả đơn cho khán giả nè. Thằng Hiển nói ổn. Alo, anh Tám hả? Anh Tư, ảnh có mần mồi, ảnh á. Anh kêu em điện cho anh thả lên chơi. Đúng rồi, lên nhà anh Tư chơi rồi. Sẵn ghé tiệm tao quá mua giùm thùng Sài Gòn Xanh nha anh Tám. Mua giùm thùng Sài Gòn Xanh đi rồi lên cái rồi anh em trả tiền được cho. Dạ dạ. Lên liền nha anh.
rồi 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 dạ, ok ok đó ok chưa không lên phải ok ok bữa nay khỏi lại chim luôn nghỉ luôn đi nè thằng ơi bữa nay nghỉ nhậu luôn nè ngưng lên ngưng lên chứ bị bây giờ là gài kẹo cho luôn táo nha bây giờ là gài kẹo cho luôn táo nha đó bây giờ là khô cái lóc thịt gần chiên lên đẹp đẽ xong bắt đầu là gần xem ba cái dĩa bắt đầu là đợi ông Tám mang thùng bia lên cái là mình dứt luôn sẵn đây là cho ông Tám luôn trong nhà ngày mai like các bạn lại chim sao cái giờ nha ai mua khô cái lóc với liên hệ thì gọi ngay số điện thoại gọi để cho mình á trong nhà đá đưa em đi chặt đá nha đi chặt đá đi cả nhà mình cứ ăn khô ăn đồ ăn thoải mái đi đừng sợ mập đừng sợ bụng bự cả nhà mình mà ai mà mập mà muốn giảm ký á liên hệ thì gồm có bán cái sản phẩm giảm cân luôn rồi ai mà mở bụng bự á mà muốn giảm mỡ bụng á liên hệ thì gồm có bán luôn có bán sản phẩm giảm mỡ bụng luôn cả nhà yên tâm nha tiêu khô nè măng khô nè dầu dối Singapore nè có đầy đủ hết cả nhà mình yên tâm thì gồm mà chơi combo mà rồi khô cũng đã chín rồi cả nhà ơi Hòa Bình ơi chờ trong bia như con chờ mẹ chờ trong bia như lúa ngoài hát cái tàu lao vậy không mày có bia uống mà mừng là mẹ ơi cười cho nó vui nhà vô cửa đây cả nhà thấy con khô đã chưa khô cá lóc siêu ngon cả nhà mình nha cả nhà mình ai mua khô cá lóc liên hệ từ gần nha cả nhà mình ơi gần tết rồi mua khô cá lóc về mình để mình ăn cơm với gia đình hoặc là mình nhậu với bạn bè anh em chí cốt chiến hữu gia đình của mình nha cả nhà mình nha khô cá lóc bao ngon luôn cả nhà ủa đã chưa rồi chưa ngưng lại một con là hai con ta một con thôi ăn chừng nào hết rồi chiên nữa nó nóng ăn mới ngon ok đây cả nhà để con giới thiệu một cái sẵn giới thiệu đi giới thiệu xong ấy nhưng mà tí mình đặt camera mình giấu đi chứ thì mình cứ đặt cái camera đó đó gì đó thôi đây, chúng mình để điện thoại vậy thôi mình khô này mình chấm vô nước mắm me này nè cả nhà thôi ôi trời quét vô đâu nghe đã cái đó cả nhà không được cái thịt thật ồ đã chưa đó cả nhà mình ai mua khô cá lóc liên hệ thì gần nha mua khô cá lóc về chấm mắm me cả nhà mình nha ăn cơm hoặc là nhậu ngon lắm cái tô me này nếu mà đổ thêm nửa lít nước nữa là nó chua thầy có đã dừng đây đúng mình dọn các bạn đi ok các bạn để bưng này xuống nha Một chút. Nóng à. A few moments later. 150, 160, 170, 180, 190. Cái gì vậy ông cố? 221, 213 ngàn. 213 ngàn. Thùng bia bao nhiêu 213 ngàn? Thùng bia 240 nhưng gửi từ hả? 207. 207 hả? 207 nhưng mà biết sao? Mình cũng mà mình cầm ở đây là cho thấy là có tiền đàng hoàng. Chứ không phải là mình không có tiền. Mình nói đám em gửi tiền bia nè. Không lẽ ông lấy, ông nói thôi. Nó anh em không lấy là tự nhắc túi liền chứ dễ gì mất hay mấy tao được còn lâu ok không tới kìa không tới kìa có mồi hả có mồi bé hả khô bự không ăn á wow nay có mồi mồi em mình đi lên lên á cái mè là còn nhỏ rồi thì nay đã đặt hàng quá trời cái cá lóc nay nên ngon nữa trời ơi cũng còn mà làm nhiều giao bán đi bây giờ gần tết là người ta đặt hàng nhiều lắm đang định lấy chim bán khô cá lóc là cái ông bảy ông tư ông kêu là có ông tám xuống nhậu cái thôi nghỉ luôn tiếp đãi ông tám với bộ coi nè cá hay thay đã chưa ok không ông tám ngon chuyến này cá quá mà mập luôn quá ngon luôn á ngon lâu rồi cá này là ngon nhất á gần tết thì cá này là ok rồi ông tám sáng ăn đi chứa cái này chưa để cá đâu mà chấm với mắm me này thôi thứ gì chưa nói bây giờ người ta gần tết rồi người ta đặt hàng nhiều lắm bây giờ cái thượng cộng cái làm nhiều giao bán đi sẵn cơ hội bán luôn gần tết kiếm cái tiền ăn tết chưa ừ, em nãy anh Tư anh kêu em cái chạy đi mua thùng bia mà nói anh Tám lên thì sẵn lên có công đi nữa con em đi rồi thôi lâu lâu anh em mời sẵn ở dưới ôm lên có gì đâu ở bây giờ là team mình hòa đồng vô cái này mai là có tinh thần làm clip là mình quay clip là mình kiếm tiền xài tết à rồi ok 1 2 3 vô hay quá bê ta nói à không có việc gì khó chỉ sợ đầu nghỉ không thông thôi đúng không đúng rồi nhìn coi hai chương cái này nhìn coi nhìn tắm hai chương đi xé đi ủa con khô đã nè ngày mai con lấy khô này con nướng lên con chiên lên con lại chiên bán cho ông Tám coi nè em mẹ mày cứ lấy nhiều nhiều đi không đủ bán đâu nhá năm nay hai hôm vừa rồi là bán không có hàng giao luôn ngày mai là đi giao bù nè cá này mập không à thịt không à thấy không ăn ok luôn á
vô. Ờ, trước khi vô mồi mình vô cánh đi. Bây giờ là vô đây chuyện tướng. Bây giờ là con đập bàn cái là vô 50, con đập hai cái vô trong nha. Vô. Vô đâu ơi. Ông có ngọt sao chịu nổi. Được, ông tám được. 50 nha. Thấy chưa? Trời, uống trâu hết nước vậy. Em chăm luôn anh Tám. Đập con Tám ơi, vô cái đây đi. Vô. Vô ra con Tám ơi. À, mình không uống đi, mình ngồi mình làm chung chài rồi cho cái nước biển với cậu với chú ngủ. Lâu lâu ngồi gần với nhau uống cái thấy ngon vậy á. Ôi trời, mình phải đoàn kết vậy chứ. Khăn lạnh đâu nè anh Tám. Hồi hồi bữa chị kia bà chị ở ngoài tới ngoài Hà Nội luôn á. Chị điện chị hỏi con là khô có lóc này á có mặn không, chị sợ mặn. Con kêu là trời ơi, chị thấy không, em ăn em chấm mắm me luôn mà chị biết rồi sao mặn được, ướp rất là vừa ăn. Cái này vừa đó. Không có mặn đâu. Cái chị kêu thôi giờ chị lấy trước 1 ký. Để chị ăn coi thế nào, lấy trước 1 ký ăn xong qua ngày cho 3 ký. Có được cá ngon kìa. Ăn xong rồi là sao là 3 ký liền. Anh Tám đá tí đô luôn nè anh Tám. Bữa nào ta phục anh Tám tới nơi để trốn luôn nha. Đúng rồi. Trời ơi. Lâu quá không gặp cái gì. Ngày mai mốt mình rảnh mình xuống anh Tám chơi bữa. À, bữa nào anh em rảnh thì xuống chơi. Lúc đứa con tôi mất thì tôi cũng buồn tí rồi mà. Đứa chơi đây. Xuống chơi cô bé có nhà anh Tám. Nó nào nó cũng có nhà. Dạ vậy chơi được. Chơi gì? Đi là con bé nhà sẵn rồi xuống chơi đúng không? 2, 3, vô. Vui quá anh Tám ơi. Người thì về đây em thấy hậu mưa ơi, tặng người yêu coi như cái ca lũ nó dữ dữ như trời. Đây bên này là anh cố ơi. Vừa uống được đó. Rồi nãy giờ vậy là nó uống chết mình luôn rồi. Rồi nó chảy rồi, chảy linh láng luôn kìa. Chảy linh láng hết trời. Trời ơi, xuống tới tư luôn rồi. Rồi nãy giờ vậy là nó uống nhiều, nó uống hết rồi. Hàng chi hả? Hàng chi nó 100% không, nó cũng lộ ra ngoài hết trơn rồi. Rồi hậu dục cái ca đi trời. Ừ. Trời con ông ơi. Nó da bụi luôn mày. Quá. Có tiền uống bia không lẽ không có tiền mua được cái ca. Không có ở ra gì hết đâu. Tết năm nay tao có tiền cho bảy rồi. Ớt cái gì? Ừ. Ừ. Nếu có nha. Cho cay cay đi mới ngon chứ. Không có bữa nào tao hái cho mới được bỏ lên đây. Trời, ông Tám nói vậy ông Tám cười vô mặt dưỡng cháu con ông Tám. Ở nè. Không cần dầm cắn luôn Tám ơi. Không, ớt ở nhà bây giờ tôi đang trồng có mớ ớt rồi. Rồi rồi anh bẻ à, vô đây. Ớt xin chào á. Vô Tám. Vô. 50. Vô đi chạy người ta dọn cái là vô mà. Vô. Vô. Không chạy chúng tôi. Những thứ mà sao? Đi ớt này. Vô đây. Vô đây. Vô. Rồi. Vô một cái là 50, vô hai cái là 100 nha. Thấy chưa, ngày mai anh em lâu quá không gặp anh Tám nhớ buồn. Trời ơi, vô có một cái cũng 100 rồi. 100 rồi. Đây để trời ơi, để con phục vụ anh Tám cho. Nói anh Tám hồi chiều em nằm võng đây với ông Tư nè. Buồn trời ơi. Buồn thối ruột đó. Lâu quá không xuống ông Tám. Thấy cũng nhớ ông Tám quá. Điện ông Tám đồng ý lên cái hai anh em mừng. Trời ơi, nãy mừng ông Tư cũng nhảy ra Mada luôn. Ghê. Hồi nãy cậu Bảy nghe ông Tám lên coi nhậu á. Bảy cũng mừng. Quẩy quẩy cái đuôi luôn mà. Mày quẩy đuôi á. Như con chó nhẹ quẩy đuôi. Nói mẹ bạ hơn đó. Chúng người móc mày á. Rồi mình vô cái đây. Vô. Nhanh dữ vậy. Mày không uống mà giỏi á, vô à. Chưa kịp ăn mùi. Chưa để cá lóc là đắt hàng sao mà mày không cho nó ăn thì sao á. Ủa ăn hết đấy gì bán. Nó cứ nhậu đâu mà không chịu cho nó ăn cá lóc rồi. Hàng đang thiếu, đang hiếm. Ăn hết đấy gì bán. Khôn ghê á, đừng rồi. Để nó bây ăn đi chứ. Cái quy luật nó phải xây dòng. Bây giờ nếu như mà Thượng Gờ mà không bán được khô cá lóc thì sẽ không có tiền. Mà đồng nghĩa nếu mà không có tiền thì Tết nay xuống chào Tám giá cái mặt không. Không mua quà xuống. Giờ ông Tám muốn gì? Muốn Tết là xuống là thường gặp giá thùng bia xuống hay là xuống giá cái mặt không? Trời ơi, mình phải bán hàng, mình tích ra, mình lấy cái đồng lời đó là Tết mình đi chúc Tết từng nhà, mua bia, mua quà rồi, đúng không? Còn mua ăn cái nín, nhín thôi, ăn ngon mà ăn nhín thôi. Ăn cái kiểu như ông Bảy thứ nào chịu nổi, của nào chịu nổi. Vậy ăn có nửa miếng rồi hả? Tao uống hai lon bia, ăn có nửa miếng, cũng nói. Cũng gần khô nữa ha. Cá lóc tắt hàng rồi bây giờ. Nè, sẽ ăn đây nè. Nó chuyện có một con một ăn. Để mình nuốt lên đi mày.
con chết mẹ. Bây giờ cá lóc đất hàng bây giờ nó cũng chỉ có con hợp bình thường cá lóc con đất hàng. Để dưới được, để dưới được. Biết rồi, biết rồi. Cái này khăn ướt, nó không lau không có rút nước. Này, vừa luôn tư nữa nè. Đó, cái khăn này mình lau mới rút nước nè. Vô vô chứ còn bỏ thứ tự cút vào. Vô đây, vô. Rồi. Rồi, vô chấm nè. 1 2 3 vô. Trời ơi phải đồng khởi vậy chứ. Tay mình là đội mạnh mà, đi tới đâu là người ta sợ tới đó liền. Quả không đông, ông này bi lắm, đối lắm. Lâu lâu gặp lại uống ngon kìa ha. Bây giờ anh Tám vui á đúng không? Vui mới uống được vậy chứ. 1 2 3 vô 2 3 vô 2 3 vô. Đúng rồi này. Đúng rồi. Vô, anh em mình vô cái. Nghỉ. Đây giờ dịp khác của bữa nào. Mai đi, mai uống nha. Không. Mai uống nha. Ok mày. Còn mấy đâu làm gì hết đi nó. Thôi, nghỉ đi. Mai để mai thì mình làm lít khá nước làm. Vậy là giờ anh về. Rồi, đi về. Vô cái đi. Dạ, mới vô. Anh Tám về thì cái giờ anh Tám về thì cái để em gửi lại cái tiền bia. Thôi, Tám, tôi mua cũng được mà sao có gì đâu mà làm gì mà giữ đi. Căng giữ đi. Nói anh Tám nói vậy thôi để lần sau em xuống dưới rồi em mua bia lại anh em mình uống được không? Thôi không được Út. Đã nhận được Út ơi. Đưa anh Tám Út à. Làm vậy mình muốn anh Tám nói chết. Sao vậy đưa làm gì kìa? Giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Cầm đi. Cái gì vậy Tư? Cầm đi. Thôi, Nguyễn Tư nói gì vậy? Cầm đi anh. Cầm đi. Rồi bữa nào anh lên rồi anh tự kêu Tư ơi, anh mua bia lên nhậu rồi Tư rồi không biết không anh đưa tiền anh không lấy. Ok, phải. Rồi. Vậy nha anh Tâm. Bắt tay anh. Đi về. Dạ. Đi về nha. Rồi. Rồi, vô cái cản đây đi về. Dạ dạ dạ. Cô luôn rồi. Xin rồi, nó còn xa nữa, đường xa. Đi vậy nha. Bye. Hôm nay mọi người chơi nha. Thưởng cơm nha. Tâm về khỏe nha. Về đàng hoàng nha, cẩn thận nha, xe cổ anh Tâm. Ai làm lại, ok. Rồi. Cái gì vậy anh Tư? Gì vậy? Sao nãy hồi nãy anh nói sao bây giờ đưa tiền cho ông Tám chi vậy? Thì ổng mua bia thì đưa cho ổng sao vậy? Cái gì vậy cha, hồi nãy là bạn là kêu là dụ ông Tám xuống gài ông Tám. Là ổng không lấy tiền bỏ túi, đừng có đưa cho ổng nữa. Thì như cầm tiền đưa chi vậy cha? Hồi nãy bạn anh Tư không nhớ hả? Nhớ đâu? Trời ơi! Trời ơi! Lại ông nhậu luôn, ông nhậu luôn. Ông nhậu luôn, quên đi vậy trời. Hồi nãy là mình bàn. Trời cha ơi là cha gài ông Tám xuống mua bia uống cái cuồng cái giờ cái. Vừa đãi hết vừa đãi khô cá lóc rồi giờ bây giờ trả tiền bia nữa rồi tâm tay nữa rồi tao xỉn quá thằng quên nó mày. Thôi bây giờ anh lỡ đưa rồi giờ Tư mày đang chờ tao muốn trong tao không tỉnh rồi bây giờ lỡ đưa rồi anh Tư phải phụ em không nữa anh Tư phụ em lại 150 tiền bia cũng được nữa 120 cũng được em chết tao giờ tao không có tiền nữa mày ơi anh Tư ngủ quá chị Tư mày đang đỡ cho tổng kìa trời ơi trời không này ngủ tư mày đó, tư mày đợi á. Rồi. Nâng. Ngủ tư mày đợi á. Ngồi vợ cũng đợi kìa. Ủa, mã kế hoạch hay dưới ta. Bàn cái ghê lắm trời. Ủa, ông Tư bị gì mày? Ủa, sao nó không quên Diễm rồi ơi. Ủa, tao tự khơi cái đã ông Tám, ông không lấy rồi, lấy thì bỏ túi rồi, còn móc ra, không đưa lại nữa trời. Cũng lại cha rồi chứ. Cho Tư thì cho báo ghê trời. Bây giờ vậy mày bỏ ra 150 đây. Cái gì ông cố? Chứ không lẽ để 201 của tao mất. Mình tao chịu sao? Ăn nhậu 4 người chứ không phải mình tao. Ủa ăn nhậu 4 người tôi có uống đâu hả? Tôi trả ông nội nãy giờ tôi không uống một giọt nào luôn á. Mày không uống nhưng mà mày có mày tham gia trong đây. Tôi vỗ tay thôi chứ tôi uống đâu. Ông quẩn quá ha. Mất con khô của con nào ông nội chưa tính nào ông nội. Rồi bây giờ Dương Tư không phụ tao nữa, mày không phụ ai phụ tao? Vậy hồi nãy lúc bà ông bảy lúc hồi nãy ông Tám có đưa tiền lại ông lấy thì nhét túi mẹ đi, cầm sàn sàn làm gì? Tao nhét túi mà ông cứ ghi tao đây. Ông ghi thì người ghi ngược lại, lại kêu đưa ông chi và đòi ông nội tao với đòi tiền nó không trả.
bán khô kiếm tiền xài Tết vô rảnh nào đưa vô tiền vô bổ cho ông rảnh quá mẹ không rảnh mất luôn. Rồi vậy giờ là cái để mình tao chịu luôn. Thì tiền ông mất không chịu chứ mất không chịu. Trời trời cha lãi như cha. Nãy con uống luôn cha mà xíu uống nội. Trời ơi trời còn có hai lon bia uống hết thùng luôn. Rồi sẵn rồi dọn đi chứ để một hồi là sáng mai bà Tư mới ra thấy cái mâm này là bà biết ông bà quýnh ông đầu thai ăn chịu rồi cũng đi gọi tí con nha. Ủa chơi ngu cái tiếng bà cứ cố vô. Để thì thôi ta ngủ nhà hùng lại đưa tiền mặt mua bia đi không chịu đâu. Gài kẹo ông Tám rồi giờ cuối cùng cái giờ là ông Tám ông nhậu free. Ông Bảy ông Tư nhậu free. Ông chịu tiền con không uống có đựng đòi tiền con. Thôi nãy uống rồi má nãy uống rồi chắc đòi tới Tết rồi mà. Ông Tư bị gì trời? Ông này nhậu xỉn vô ông quên hay gì trời? Nhậu mà để mà để mà rượu bia điều khiển lý trí mình không còn nhớ gì hết thì nhậu làm gì? À, quải thiệt chứ. Ăn nhậu mà để cho rượu bia điều khiển mình là thôi thua. À, thất bại. À, ông quải. Lặng nhìn dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền. Bạn bè sang ngã yêu thương phơi phai cũng bởi tiền. Dù có khi đục trong cũng giống như con người. Dù thật thế nhưng đâu chắc mai không sao sáng. Đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường. Rồi ngày mai sao chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn. Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời. Cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi.